Thưa quý vị, trải qua nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh, du lịch Đà Nẵng đang quyết tâm phấn đấu phục hồi nhanh chóng, lấy lại đà tăng trưởng và đưa du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Tại Đà Nẵng, sau khi có chủ trương mở cửa lại các hoạt động dịch vụ du lịch ngay từ giữa tháng 3 năm 2022, du lịch Đà Nẵng đã có khởi sắc và phục hồi tích cực kể từ cuối quý 1 năm 2022. Các chỉ tiêu du lịch tăng trưởng rõ nét cả về lượng khách và doanh thu. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, du lịch Đà Nẵng cũng được vinh danh với nhiều giải thưởng, danh hiệu quốc tế. Đây được xem là sự khẳng định cho sức hút của điểm đến Đà Nẵng sau nhiều biến động của dịch bệnh. Tôi thấy Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Thành phố không chỉ có hệ thống cơ sở lưu trú đẳng cấp, dịch vụ chất lượng, mà môi trường, tài nguyên du lịch cũng rất hấp dẫn. Hầu như năm nào mình cũng đến Đà Nẵng, vì đây là nơi có biển và rất là gần với những cái di tích giống như là ở Hội An hay ở Huế. Thành ra là đây là cái cung đường mà mình cảm thấy rất là thoải mái khi mình đến. Sau 2 năm quay lại Đà Nẵng, tôi thấy thành phố đã có sự thay đổi vượt bậc, đặc biệt là về cảnh quan du lịch, cơ sở hạ tầng, dịch vụ cũng chuyên nghiệp hơn. Sau khi khảo sát các điểm đến tại thành phố, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kết nối để đưa thêm nhiều khách Thái đến với Đà Nẵng hơn. Trong bối cảnh mà du lịch đang có sự phục hồi mạnh mẽ, ngành du lịch địa phương cũng đang tích cực đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng thêm nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu và nâng cao chất lượng phục vụ. Hiện tại mới có khoảng 80% các khách sạn tại Đà Nẵng mở cửa, thì chúng tôi hy vọng với những cái thông tin tốt về thị trường nội địa và cùng với các chuyến bay sắp được khai thác đến các điểm đến từ Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và đặc biệt là sắp tới đây Đà Nẵng sẽ đón những chuyến bay từ thị trường Ấn Độ, một trong thị trường đông dân nhất thế giới, thì cái việc mà đảm bảo cái tỷ lệ công suất cao là hoàn toàn là khả thi. Tại hội nghị Thành ủy lần thứ 8 vừa qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng nhấn mạnh ngành du lịch cần quan tâm đến chất lượng dịch vụ trong tiến trình khôi phục ngành kinh tế trọng điểm này. Tôi đề nghị là ban cán sự đảng rồi các sở ngành phải có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ và thúc đẩy để đảm bảo cái chất lượng cho các cái hoạt động dịch vụ để người dân, du khách đến với thành phố của chúng ta nó phải đảm bảo được các cái yêu cầu và họ cảm thấy rằng là người ta mong muốn được trở lại thành phố. Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch, ngành du lịch thành phố cũng đang tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án du lịch đã được ban hành. Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết trong 6 tháng cuối năm sẽ hoàn thiện dự thảo và trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt ban hành các đề án như đề án quản lý và phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà, đề án phát triển du lịch đường thủy, đề án phát triển du lịch nông nghiệp và nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, qua đó tạo động lực cho sự phát triển du lịch của địa phương.